VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn Thưa các bạn, như trong bản tin số 52 chúng tôi đã trình bày là tuyên bố chung của ASEAN trong hội nghị Côn Minh đã bị thu hồi gây ra một vụ lùm xùm dư luận Trong bản tin trước cũng đã nêu lên ý kiến của một số chuyên gia nhận định rằng có thể lý do tuyên bố bị thu hồi là vì Trung Quốc đã gây áp lực cho một số nước trong khối ASEAN Vậy ai là những người đã ngả theo Trung Quốc trong sự việc này? Trên báo The Star của Malaysia hôm 15 tháng 6 đã đăng một bài là Sau Côn Minh, ASEAN cần phải đoàn kết với nhau về vấn đề Biển Đông trong cuộc họp ở Lào. Trong đó tác giả bài báo dẫn nguồn tin từ các quan chức ngoại giao cho biết tuyên bố chung trước đó đã được chuẩn bị nhưng ở phút cuối cùng đã bị rút lại vì Lào thay đổi ý kiến. Một quan chức nói, nó đã được hoàn thành ngay trước khi diễn ra cuộc gặp của các ngoại trưởng. Dự kiến là nó sẽ được phát hành trong cuộc họp báo sau hội nghị, nhưng chúng tôi đã được thông báo là Lào đã thay đổi ý kiến và không đồng thuận ở phút cuối cùng. Đề cập đến hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ tổ chức ở Lào vào tháng 7 tới đây, tác giả bài báo viết: Năm nay Lào là chủ tịch ASEAN và sẽ tổ chức họp hội nghị các ngoại trưởng ASEAN vào tháng 7. Lào cũng được biết đến là một đồng minh mạnh mẽ của Trung Quốc. Một quan chức cảnh báo rằng bạn có thể sẽ thấy điều tương tự như chuyện xảy ra năm 2012 ở Campuchia khi hội nghị các ngoại trưởng năm nay diễn ra. Tác giả bài viết cũng nhắc nhở có lẽ Lào nên được nhắc nhở rằng bốn thành viên ASEAN là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang có tranh chấp ở Biển Đông. Có lẽ Lào cần phải đảm bảo rằng truyền thống phát hành thông cáo chung của ASEAN không nên bị phá vỡ một lần nữa và gửi một tín hiệu đến thế giới rằng ASEAN là thống nhất về vấn đề Biển Đông. Bên cạnh tờ The Star của Malaysia, báo The Straits Times của Singapore hôm 15 tháng 6 cũng đăng một bài có tựa đề là Trung Quốc tìm cách chia rẽ ASEAN với bản tuyên bố 10 điểm đồng thuận do họ chuẩn bị. Bài báo viết, một tuyên bố của ASEAN đã được Malaysia phát hành vào lúc 18 giờ 30 ngày 14 tháng 6, nhưng bị thu hồi sau đó chưa đầy 3 giờ đồng hồ vì nước Lào, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN yêu cầu rút lại tuyên bố chung vì họ không hài lòng với một số đoạn trong đó. Campuchia cũng đã từ chối ký vào bản tuyên bố. Sau đó, các ngoại trưởng ASEAN quyết định thay vì ban hành tuyên bố chung thì các nước có thể tự ra tuyên bố riêng để cung cấp cho truyền thông. Các nước như Singapore, Việt Nam, Indonesia đã ra những tuyên bố riêng nhắc lại quan điểm của bản tuyên bố chung đã dự kiến trước đó. Tuyên bố của Indonesia nhấn mạnh rằng nếu không có sự tôn trọng luật pháp quốc tế, hòa bình và ổn định sẽ rất khó đạt được. Còn trong tuyên bố của Bộ ngoại giao Singapore hôm 14 tháng 6, ngoại trưởng nước này lưu ý rằng các ngoại trưởng ASEAN lo ngại nghiêm trọng về những sự phát triển trên thực địa và kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tiếp tục làm việc với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông. Riêng Việt Nam, Phó Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tăng cường đối thoại và hợp tác và không được sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ở biển Đông. Sang ngày 16 tháng 6, trong bài báo có tiêu đề khá chơi chữ là Tuyên bố đồng thuận của Trung Quốc đã để lại một ASEAN chia rẽ, tờ Straits Times tường thuật rằng trong cuộc họp ở Côn Minh, các ngoại trưởng ASEAN đã chuẩn bị một tuyên bố chung của ASEAN bày tỏ lo ngại nghiêm trọng trước những diễn biến phát triển gần đây và dự định sẽ phát biểu trong cuộc họp báo chung với Trung Quốc. Nhưng vào phút cuối cùng, phía Trung Quốc đã đưa ra một bản tuyên bố đồng thuận 10 điểm do họ chuẩn bị trước, định ép các ngoại trưởng ASEAN chấp nhận. Vì điều này là không thể chấp nhận nên các ngoại trưởng ASEAN sau đó đã thống nhất là ngoại trưởng Singapore sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp báo chung nào với Trung Quốc, mặc dù trước đó dự kiến hai ngoại trưởng của Trung Quốc và Singapore sẽ đồng chủ trì họp báo sau hội nghị. Lý do để các ngoại trưởng ASEAN quyết định như vậy là bởi vì việc đại diện ASEAN với ngoại trưởng Trung Quốc bất đồng với nhau trong một cuộc họp báo công khai là một điều bất lịch sự. Bài báo cũng dẫn nguồn tin từ một quan chức ASEAN cho biết, Malaysia phát hành tuyên bố chung là biểu hiện của sự thất vọng cùng cực của năm thành viên sáng lập ASEAN cộng với Việt Nam trước các hành vi đặc biệt thô bạo và ngạo mạn của Trung Quốc. Còn hôm nay 17 tháng 6, trong bài báo Jakarta và Manila đồng ý với bản tuyên bố chung đã bị thu hồi về biển Đông. Báo The Straits Times nói rằng, cả Indonesia và Philippines hôm qua đã sao lưu lại nội dung của bản tuyên bố chung bị thu hồi của ASEAN, bày tỏ lo ngại về diễn biến gần đây ở biển Đông. Hai nước này cũng cho rằng, mặc dù tuyên bố chung ASEAN không được phát hành chính thức sau cuộc họp với Trung Quốc ở Côn Minh hôm 14 tháng 6, nhưng các ngoại trưởng ASEAN tham dự cuộc họp ban đầu đã đồng ý về nội dung của nó. Tại Manila, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, tất cả các ngoại trưởng ASEAN đã đồng ý với văn bản đó ở một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, nó đã không được phát hành chính thức sau khi cuộc họp kết thúc là bởi vì một số nước đã thay đổi suy nghĩ của họ. Đề cập đến việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố đồng thuận 10 điểm để các nước ASEAN ký vào phút chót, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng, ASEAN không đồng ý với việc sử dụng từ đồng thuận và từ các quốc gia ASEAN bởi vì ASEAN đã ở đó như một ASEAN thống nhất. Trong câu nói này, có lẽ ý của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines muốn đập lại quan điểm của Trung Quốc, nói rằng mâu thuẫn trên Biển Đông chỉ là mâu thuẫn giữa Trung Quốc và một số quốc gia ASEAN, chứ không phải mâu thuẫn giữa Trung Quốc và cả khối ASEAN. Sau khi trích dẫn tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, tờ The cũng bình luận. The hiểu rằng nó đã bị ngăn chặn lại sau khi Trung Quốc vận động Lào và Campuchia. Cả hai nước này đều đang dựa vào nguồn viện trợ và đầu tư của người khổng lồ châu Á, nên đã lên tiếng phản đối ở phút chót. Các bạn thân mến, trên đây VN YouTuber đã tổng hợp các thông tin từ 4 bài báo của các báo The Star của Malaysia, The Straits Times của Singapore. Qua các thông tin này, chúng ta có thể lắp ghép lại các mảnh ghép còn thiếu của câu chuyện như sau. Hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN và Ngoại trưởng Trung Quốc tổ chức tại Côn Minh hôm 14 tháng 6 đã tranh luận kịch liệt về vấn đề Biển Đông, khiến thời gian nghị sự kéo dài thêm 5 tiếng so với dự kiến. Trước cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN đã đồng ý với nhau về một bản tuyên bố chung sẽ được phát hành vào cuộc họp báo sau hội nghị. Trong hội nghị, Trung Quốc đưa ra bản tuyên bố đồng thuận 10 điểm do họ chuẩn bị trước, có ý ép ASEAN phải theo và ASEAN cũng đưa ra bản tuyên bố chung đã chuẩn bị của mình. Nhận thấy những hệ lụy nếu tuyên bố chung này được vang lên giữa đất Trung Quốc, Trung Quốc đã tác động vào những nước thân cận với họ trong khối ASEAN để các nước này thay đổi quyết định, khiến tuyên bố không được phát hành. Do sự bất đồng và thái độ ngạo mạn của Trung Quốc, các ngoại trưởng ASEAN đã bàn bạc và quyết định là ngoại trưởng Singapore không đồng chủ trì họp báo với Trung Quốc nữa mà để mặc Vương Nghị tự đạo diễn. Sau đó vì Lào và Campuchia không đồng ý nên tuyên bố chung không ra được, nhưng Việt Nam, Singapore và Indonesia vẫn ra tuyên bố riêng, còn Malaysia thì công bố bản tuyên bố gốc của ASEAN. Mặc dù báo chí Indonesia nói rằng đó không phải là tuyên bố chung mà chỉ là hướng dẫn thông tin báo chí và nó chưa từng được phát hành nên không thể nói là bị thu hồi. Tuy nhiên Malaysia phản bác lại rằng một tuyên bố của ASEAN sẽ không thể phát đi nếu chưa từng có sự đồng thuận của các thành viên. Các bạn thân mến, trước khi diễn ra hội nghị này, Trung Quốc từng tuyên bố Lào và Campuchia đã ủng hộ lập trường của họ trong vấn đề Biển Đông. Đến nay, với sự thay đổi lập trường và phút chót của hai nước này, rõ ràng các tuyên bố trước đây của Trung Quốc là có cơ sở. Câu chuyện rồi sẽ đi về đâu? Chúng ta hãy cùng chờ xem trong hội nghị ngoại trưởng ASEAN tổ chức vào tháng 7 tới đây ở Lào sẽ như thế nào. Bản tin số 53 của VN Youtuber đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.